Tôi nói cho mọi người nghe để cho họ biết rằng là tại sao mà tôi đến đây, vì tôi đã nhận được ơn như thế nào. Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Hoàng Thành, Thu Sang Nguyễn Hoàng Thành ở Đồng Nai. Con được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người. Con được ơn là con bị tai biến, sập cái mắt này xuống, con đi xin thì được Chúa cho con mở mắt. Thấy chưa? Dạ, con thấy rồi ạ. Thấy gì? Con thấy mà cũng thấy mà mờ. Thấy mà thấy gì? Thấy Chúa. Quan trọng nhất là Chúa mở mắt linh hồn cho anh. Anh đến đây, anh cầu nguyện, anh bị tai biến, anh không thấy gì. Chúa mở mắt thân xác, mở mắt con người của anh để thấy được sự vật. Nhưng quan trọng hơn cả là mở mắt linh hồn để anh thấy được lòng thương xót Chúa, và anh thấy được cái con đường anh phải lựa chọn là con đường trông gai hay là con đường thanh thang. Con đường trông gai. Hallelujah. Đây, tôi tặng cho anh một cái DVD những chứng nhân lòng thương xót Chúa nha, và một bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, có 2 tập, tập 1 và tập 2. Mời anh đón nhận những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa để về đọc và thấy rằng là đây là những lá thư mà tôi viết trong lúc mà tôi đang lựa chọn cái con đường mát, con đường trông gai, con đường điên khùng, nằm 3 năm mà cảm nhận cái con đường đó như thế nào. Hạnh phúc lắm. Qua đau khổ thấy được vinh quang, qua thập giá mới đến được vinh quang. Có dám đi qua cái con đường đau khổ để thấy được hạnh phúc không? Có dám chấp nhận con đường thập giá để đến vinh quang hay không? Chúng ta cầu nguyện cho nhau và đọc đi để thấy đó là một cái sự lựa chọn hết sức kỳ diệu như lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con, thầy cháu. Rồi, con.